Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc giải gián điệp, Mỹ thừa cơ truy bắt. Đánh cắp tài sản, sở hữu trí tuệ luôn là một vấn đề nhức nhối trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Quan hệ giữa Mỹ từ lâu với Trung Quốc đã rất bức xúc trước hành vi đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ từ Bắc Kinh và đã khiến kinh tế nước Mỹ bị thiệt hại hàng tỷ đô la doanh thu và hàng ngàn việc làm của người Mỹ bị đe dọa an ninh quốc gia. Phía Trung Quốc thì luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội hai công dân Trung Quốc tham gia một chiến dịch gián điệp mạng nhằm vào các mục tiêu là nhà thầu quốc phòng, trung tâm nghiên cứu viêm phổi Vũ Hán và hàng trăm nạn nhân khác trên toàn cầu. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ vào hôm 21 tháng 7 cho biết hai công dân Trung Quốc là Lý Tiểu Ngọc, 34 tuổi và Đồng Gia Trí, 31 tuổi đã tham gia vào các hoạt động tin tặc từ hơn một thập niên qua. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 21 tháng 7 về hai tin tặc Trung Quốc là Lý Tiểu Ngọc và Đồng Gia Trí. Chuyên gia an ninh mạng nói rằng các gián điệp mạng của Trung Quốc vừa hoạt động phục vụ lợi ích cá nhân vừa phục vụ chính phủ Trung Quốc. Lý và Đồng là hai bạn cùng lớp thời học đại học tại Thành Đô. Mục đích của các chiến dịch mạng mà hai người này tham gia thực hiện là đánh cắp bí mật thương mại, dữ liệu về thiết kế vũ khí, thông tin dược phẩm, mã nguồn phần mềm và dữ liệu cá nhân. Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, các hoạt động gần đây nhất của nhóm này nhằm vào các nhà nghiên cứu về ung thư và viêm phổi Vũ Hán. Bộ Tư pháp Mỹ đã không nêu tên các công ty tổ chức bị tấn công, nhưng hàng loạt nạn nhân được xác định là có trụ sở tại các tiểu bang California, Maryland, Washington, Texas, Virginia, Massachusetts. Trong năm nay, nhóm tin tặc Trung Quốc cũng đã tấn công một công ty về trí tuệ nhân tạo của Anh, một nhà thầu quốc phòng Tây Ban Nha và một công ty năng lượng mặt trời của Úc, theo cáo trạng chia sẻ. Các công ty của Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ và nhiều quốc gia khác cũng là mục tiêu của các vụ xâm nhập này. Luật sư công tố William Hislow khẳng định có hàng trăm nạn nhân như vậy ở Mỹ và trên thế giới. Đây là lệnh truy nã hai người Trung Quốc đã tham gia vào đột nhập đánh cắp dữ liệu tại Mỹ đăng trên trang web của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Còn đặc vụ Raymond Duda, người đứng đầu cơ quan điều tra của FBI tại Seattle, cho biết nhóm của Lee và Đông là một trong những nhóm có hoạt động đánh cắp dữ liệu nổi bật nhất mà cơ quan của ông từng điều tra. Đặc vụ Duda tuyên bố hai công dân Trung Quốc đã đánh cắp bí mật kinh doanh trị giá hàng triệu đô la và tống tiền ít nhất một tổ chức. Cũng theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, hai công dân Trung Quốc nói trên đã gia nhập và đột nhập nhằm đánh cắp dữ liệu vaccine phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán tại một công ty công nghệ sinh học tại tiểu bang Massachusetts của Mỹ. Cáo trạng không cho biết cụ thể mức độ thành công của các hoạt động do tin tặc Trung Quốc thực hiện. Các công tố viên của Mỹ cho rằng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc có thể đã cung cấp cho tin tặc những thông tin về những lỗ hổng của các phần mềm quan trọng để phục vụ cho các hoạt động xâm nhập và thu thập tin tức tình báo. Bà Christina Kittler, chuyên gia thuộc Bộ phận Phân tích Nguy cơ Gián điệp Mandiant của FIUE, đơn vị đã theo dõi nhóm của Lee và Đông kể từ năm 2013, đã nói với đài BBC tại London như sau. Mandiant đã theo dõi hoạt động liên quan đến các hoạt động gián điệp mạng có quan hệ với Trung Quốc này trong nhiều năm. Chúng tôi không thể xác nhận được các nạn nhân cụ thể, nhưng các yếu tố được mô tả trong bản cáo trạng phù hợp với lịch sử hoạt động của các nhóm mà chúng tôi đã ghi nhận. Mặc dù chỉ có hai cá nhân được nêu tên trong cáo trạng, có khả năng nhóm này còn có sự trợ giúp khác. Đây không phải là lần hiếm hoi Mỹ tố cáo Trung Quốc hoặc truy tố những người được cho là có liên quan đến Trung Quốc tham gia vào hoạt động gián điệp công nghệ, đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ. Đây là hình ảnh mạng lưới trên toàn thế giới của FIUE, công ty an ninh không gian mạng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để bảo vệ chống lại các mối đe dọa trực tuyến tiên tiến, có trụ sở chính ở California, Mỹ và là công ty an ninh mạng đầu tiên được Bộ An ninh Nội địa chứng nhận. Hồi tháng 5, FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã từng cảnh báo các tin tặc có liên quan đến chính phủ Trung Quốc đang nhắm vào mục tiêu là các tổ chức nghiên cứu vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán. Ben Reed, nhà phân tích đến từ bộ phận Mandiant của FIUE, nhận định tại thời điểm này các chính phủ bao gồm cả Trung Quốc cực kỳ coi trọng thông tin liên quan đến viêm phổi Vũ Hán. Ông nói thêm như sau, đây là một đe dọa chính đối với tất cả các chính phủ trên thế giới và chúng tôi cho rằng các nhà tài trợ cho các hoạt động gián điệp mạng đang ưu tiên vào thông tin
liên quan đến phương pháp điều trị và vaccine. Trong năm nay, Mỹ, Anh và Canada đã ban hành một tuyên bố chung bất thường, trong đó nêu rằng tin tặc Nga cũng đang nhắm vào các công ty và phòng thí nghiệm đại học thực hiện nghiên cứu phát triển vaccine phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán. Fear mới đây cũng đã phát hiện các hoạt động đánh cắp thông tin của các nhóm tin tặc được cho là đến từ Việt Nam nhằm vào cơ quan phụ trách chống dịch viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc là quốc gia đi đầu trong hoạt động tin tặc. Đây là hình ảnh ông Jones Deme, giám đốc Ban An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Đại diện công ty an ninh mạng Fear của Mỹ nói rằng, trong nhiều năm theo dõi, họ đã phát hiện được nhiều nhóm tin tặc có liên hệ với Trung Quốc. Hoạt động của nhóm này thường nhằm vào các mục tiêu có thể thu lợi về tài chính hoặc mục tiêu mà chính phủ quan tâm. Ông Ben Reed còn cho biết như sau, chính phủ Trung Quốc từ lâu đã dựa vào các nhà thầu để tiến hành tấn công mạng. Việc sử dụng cộng tác viên cho phép chính phủ thu hút được các nhân tài đang hoạt động tự do. Đồng thời, khi xảy ra chuyện, họ cũng dễ dàng chối bỏ sự liên quan. Và mô hình được miêu tả trong cáo trạng là các nhà thầu thực hiện hoạt động gián điệp mạng vì lợi ích của chính phủ tài trợ và vì lợi ích của chính họ. Điều này phù hợp với những phát hiện của chúng tôi về các nhóm liên quan tới Trung Quốc, chẳng hạn như APT41. Bằng cách này hay cách khác, các nhóm tin tặc Trung Quốc vừa hoạt động với mục đích thu lời tài chính đối với những lợi ích kinh tế cụ thể, vừa phục vụ cho chính phủ tại Bắc Kinh. Và việc Bộ Tư pháp Mỹ đã ra cáo trạng nhằm vào công dân Trung Quốc như thêm dầu vào đám lửa đang cháy trong quan hệ giữa hai nước, với hàng loạt diễn biến trầm trọng, nổi cộm nhất là việc hai bên đóng cửa các cơ quan ngoại giao của nhau. Tờ báo Washington Post đã dẫn lời ông John Demes, Giám đốc Ban An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, nói, giờ đây, Trung Quốc đã chọn cho mình một chỗ đứng cùng với Nga, Iran và Bắc Triều Tiên trong câu lạc bộ đáng xấu hổ cùng tập hợp các quốc gia cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ tội phạm mạng. Đổi lại, những kẻ tội phạm này luôn sẵn sàng được huy động để phục vụ lợi ích nhà nước. Ở đây là sự thèm khát vô độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ và các công ty không phải của Trung Quốc khác, bao gồm cả nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán. Ông Demes đã đánh giá các tin tặc này là mối đe dọa lớn đối với mạng máy tính Mỹ và các nước khác. Bản cáo trạng là bước đi mới nhất của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lập trường ngày càng quyết liệt chống lại hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc và tham vọng của cường quốc châu Á này trong việc thay đổi thế giới và thay thế Mỹ dẫn dắt nền kinh tế quốc tế và công nghệ cao trên toàn cầu. Đây là hình ảnh Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wade. Bản cáo trạng là một phần quan trọng trong sáng kiến của Bộ Tư pháp Mỹ được đưa ra vào năm 2018, ưu tiên chống lại các mối đe dọa an ninh quốc gia từ Trung Quốc. Theo bản cáo trạng, bằng cách ăn cắp tài sản trí tuệ, các công ty Trung Quốc có thể sao chép công nghệ và tiến hành đánh bại các đối thủ phương Tây. Mới đây, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wade cũng đã công khai chỉ trích chính phủ Trung Quốc vì sử dụng gián điệp mạng và tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ. Diễn thuyết tại Viện Houston vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, Giám đốc FBI của Mỹ ví thiệt hại kinh tế của Mỹ khi bị Trung Quốc thực hiện các hoạt động gián điệp mạng và tấn công mạng như là một trong các vụ chuyển nhượng tài sản lớn nhất lịch sử loài người. Ông phát biểu như sau, để đạt được mục đích và vượt qua Mỹ, Trung Quốc nhận ra cần nhảy vọt trong công nghệ mới. Nhưng thực tế đáng buồn là thay vì tham gia vào quá trình tiến bộ lâu dài, khó khăn, Trung Quốc thường đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ rồi dùng nó để chống lại mọi doanh nghiệp Mỹ. Ông Wade cho biết hacker Trung Quốc nhằm mục tiêu vào mọi thể loại nghiên cứu, từ thiết bị quân sự cho tới tua bin gió. Khi được hỏi liệu Mỹ có ước tính nào về tổn thất tài chính mà chính phủ Trung Quốc gây ra hay không, ông Wade nói không biết con số chính xác, nhưng mỗi con số tôi được xem đều gây sửng sốt. Ông nói tiếp, đối đầu với nguy cơ này là một cách hiệu quả, không đồng nghĩa chúng ta không nên làm ăn với Trung Quốc, không đón khách Trung Quốc, không chào đón sinh viên Trung Quốc hay không cùng tồn tại trên toàn cầu. Nó có nghĩa khi Trung Quốc vi phạm chuẩn mực quốc tế và luật hình sự, thì chúng ta sẽ không nhân nhượng và phải hành động. Và bình luận của người đứng đầu FBI được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dọa cấm TikTok cũng như các mạng xã hội khác tại Mỹ vì nguy cơ an ninh quốc gia. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News vào hôm 6 tháng 7, ông giải thích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kiểm tra cơ sở hạ tầng các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, tương tự như đã làm với Huawei và ZTE. Và không chỉ Mỹ mà EU, châu Âu và Ấn Độ giờ đây cũng đã hết sức cảnh giác và lên phương án trừng trị gián điệp Trung Quốc. Đây là hình ảnh đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của châu Âu Joseph Borrell.
Theo trang tin Taiwan News, tức là Đài Loan, mạng lưới gián điệp của Trung Quốc tại Ấn Độ bao gồm các gián điệp bồ câu và con người đang bộc lộ nhiều dấu hiệu bị lộ. Trong 2 năm qua, Ấn Độ đã nhiều lần phát hiện chim bồ câu bay dọc biên giới với Trung Quốc với tần suất lặp đi lặp lại. Quá trình điều tra cho thấy chúng được huấn luyện đặc biệt nhằm thu thập thông tin tại các ngôi làng của Ấn Độ gần các khu vực biên giới với Trung Quốc, ví dụ như làng Kaho ở bang Arunachal Pradesh, hoặc là thị trấn Bithu ở bang Pradesh Akucha và làng Dithi ở bang Okhad, thị trấn Banda và nhiều địa phương khác. Phía Trung Quốc sử dụng chim bồ câu nhằm thu thập thông tin, hình ảnh từ độ cao thấp, điều vốn rất nguy hiểm, rất dễ bị lộ nếu sử dụng máy bay hoặc máy bay không người lái. Các thông tin sẽ truyền về máy tính của đặc vụ Trung Quốc trú ẩn trong các bong ke ở phía bên kia của đường Mark Mahon, giúp họ xác định các tuyến đường để đưa đặc vụ xâm nhập vào Ấn Độ. Tình báo quân đội của Ấn Độ vào hôm 22 tháng 7 đã bắt giữ một công dân Ấn Độ ở Hawaii, trụ sở của Andas ở bang Dapes, vì nghi ngờ chuyển thông tin quan trọng cho phía Trung Quốc. Trao đổi với Taiwan News, ông Thogo, giám đốc cơ quan cảnh sát tại huyện Lihit, cho biết trước đây người Trung Quốc thường xâm nhập vào các huyện thông qua vỏ bọc là học giả nghiên cứu hay nạn nhân của sự tàn bạo của cảnh sát ở Trung Quốc. Quân đội của Ấn Độ hiện nay cũng đang sử dụng loại máy bay không người lái thông minh có tên là Bharat trong các hoạt động phản gián, bao gồm thu thập thông tin ở biên giới giáp Trung Quốc. Còn Liên minh châu Âu ngày 30 tháng 7 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đầu tiên nhằm vào hành vi tấn công mạng, bao gồm các gián điệp của Trung Quốc. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của châu Âu Joseph Borrell cho biết các lệnh trừng phạt của châu Âu gồm lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các cá nhân và tổ chức. Ngoài ra, châu Âu cũng cấm giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với các đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt. Hai công dân Trung Quốc đã nằm trong danh sách trừng phạt của châu Âu vì có liên quan tới Cloudhopper, tức là chiến dịch đã bị châu Âu cáo buộc tấn công các công ty ở 6 lục địa bao gồm ở châu Âu, thông qua các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và tiếp cận các dữ liệu nhạy cảm về thương mại. Và điều đó đã dẫn tới những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Một trong hai người Trung Quốc bị trừng phạt là Song Chi-Hong đã bị truy tố tại Mỹ vào tháng 12 năm 2018 sau khi bị cáo buộc có liên quan đến chiến dịch Cloudhopper nhằm vào hàng loạt ngành công nghiệp gồm có ngành hàng không, công nghệ sinh học, công nghệ hàng hải và vệ tinh. Châu Âu cũng đã trừng phạt công ty Trung Quốc Heian Hightai nơi Song đã làm việc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc giải gián điệp, Mỹ thừa cơ truy bắt. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Và để theo dõi các chương trình không có quảng cáo, các bạn hãy đăng ký gói Premier của YouTube để có thể xem những bản tin trọn vẹn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de